Đã rất là lâu sản phẩm này mới về anh em nhé. Dòng neo khối 850, bản cao cấp của bên mình. Anh em thấy này, nó là cái niền đồng ở đây, đúng không ạ? Bản rất là chất lượng, rất là chất lượng. Cái này bằng nhôm, chất liệu côn là côn titan, cái mâm côn titan. Còn cái cuộn tiếng là côn nhôm dây dẹt anh em nhé. Hãng công bố côn nhôm dây dẹt, côn dẹt, côn titan, màu xám. Như anh em hỏi là cái màu xám với cái màu xanh thì cái nào hay hơn, thì cái màu của cái côn này này, nó không ở dòng titan là nó giống nhau nhé, chỉ có khác nhau khi mâm của cái côn này này là côn nhựa hoặc là côn titan thôi. Đó, côn titan thì tiếng tép sẽ vang hơn, côn nhựa tiếng trung nó sẽ tốt hơn. Một cái dòng đeo khối, dòng đeo khối 850, thì quý vị các bạn lưu ý rằng cái chân ốc của nó nhé, chân ốc của nó mình đo để anh em mình có thể nắm được cái chân ốc của nó này. Những lúc mà khi anh em có cái phễu sẵn rồi ấy, anh em thấy đã là chân ốc ngang của nó này, nó 7 đây, anh em thấy rõ là 7 cm nhé. Và cái chéo như này, đó như này là 10 cm. Sản phẩm mình về cũng được tương đối nhiều, anh em thợ lấy thì giá nó sẽ tốt hơn, anh em thấy nẻ. Anh em giá bán nẻ cho một cái là 1.100.000 đồng và một đôi là 2.200.000 đồng. Sản phẩm bán ra là chỉ có đôi củ không, chưa có phễu, và tặng kèm ốc kết nối này, ốc kết nối, tặng kèm tụ trở, tụ trở. Anh em muốn chế con này để vào cái họng kèn xoáy ấy, thì mình chế được luôn nhé. Đây mình lấy cái bích nối để anh em mình thấy nhé. Thì anh em mà muốn bắt cái bích nối này vào đây này, thì mình chế ốc luôn nhé, mình chế ốc luôn cho anh em mình, bắt luôn vào đây luôn. Vậy anh em mình xoáy vào, nâng cấp lên của những cái con 450 anh em đang bị cháy. Vì như anh em lại hay làm 450 mà đi chơi ngoài trời lắm, hay cháy, cháy liên tỏi. Sản phẩm bán lẻ là 2.200.000 đồng một đôi, được bao ship toàn quốc anh em, bao ship toàn quốc. Sản phẩm cam kết là đúng như anh em xem, không có cái chuyện anh em đặt cái côn là cái neo khối mà chuyển về thành neo bi, hoặc là không có cái chuyện là gì cối nhôm mà lại thành cối nhựa được anh em nhé. Nó rất là rõ ràng của bên mình. Bên mình cam kết cái điều đấy anh em nhé, cam kết cái điều đấy. Sản phẩm mình đang có sẵn, anh em nào quan tâm điện thoại trực tiếp cho mình nhé, và chào anh em.